Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 84. Mỗi ngày chúng ta đều nhắc nhau nhớ Phật, niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, thì mình thường vui, thường bình an. Quý vị nhớ nghe quý vị. Cứ đi đâu cũng đem máy niệm Phật. Đây là một phương pháp đặc biệt để nhắc nhở mình niệm Phật. Còn đại chúng trong chùa thì bấm số niệm Phật, niệm một câu bấm một số. Vì nhớ rằng là tất cả cái bất an gì đến với mình, chỉ cần nhớ Phật thì tức khắc trở lại tâm bình an. Còn nếu như không niệm Phật là nó sẽ đưa mình vào cái bất an và càng bất an. Giống như người bệnh đau, ung thư, nhiều người ung thư những đứa gặp, họ gặp những đứa họ kể, ngay chỗ nhớ Phật, niệm Phật mà họ vẫn sống bình thường. Như câu chuyện như Đức mới vừa kể, cô ở thành phố 10 năm cô bị bệnh ung thư mà cô chỉ có nhớ Phật, niệm Phật. Cô nói là không quan tâm gì đến cái chuyện ung thư và chừng nào chết hết, cứ sống ngày hôm nay đặc biệt, sống cho thật là vui. Vì mà thời gian cũng đi qua 10 năm, cô sống rất đặc biệt, sống rất tốt. Nên mỗi một người chúng ta thường là bất an lo âu, nó dọa mình ăn không ngon ngủ không yên. Có khi những việc nó cũng không có gì lớn lao trong cuộc đời đâu quý vị. Quý vị nhớ kỹ, trong cái cuộc đời này không có cái việc gì lớn bằng cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc. Niệm Phật cầu sanh cực lạc là việc lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Nhớ nghe quý vị, không có việc gì quan trọng bằng việc niệm Phật cầu sanh cực lạc cả. Không có một cái việc thiện nào ở trong cái cõi đời này mà có thể quan trọng bằng cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc của chúng ta. Người tu tịnh độ phải nhớ kỹ chỗ này. Vì bao nhiêu việc thiện mình làm đi chăng nữa, mình cũng chưa chắc giảng sanh. Mà tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc mới giảng sanh. Nên gây dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là chỗ quan trọng nhất. Quý vị nhớ là quý vị nghe bất cứ một việc gì lo âu, sợ hãi, quý vị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Quý vị cứ niệm Phật lễ Phật, quý vị an tâm. Khi quý vị an tâm rồi, tất cả những việc gì nó đều là an hết. Thí dụ như bây giờ đi, những đức bị một sự việc gì đến những đức không phải, không tốt với những đức, mà quý vị lo sợ, quý vị bất an, đó phải bị giúp những đức, đó phải giúp. Những đức muốn giả thiết như vậy đó. Đó không phải là giúp, mà đó là quý vị càng làm cho người ta phải bất an thêm và lo âu thêm. Nên mình nhớ rằng muốn giúp được người khác thì bản thân mình phải giúp được mình. Là tâm tư của mình phải an lạc, phải bình tĩnh, phải thoải mái thì mình mới giúp được người khác. Còn nếu như mình lo âu người ta có những việc người ta đã rối mà mình còn lỡ mình gặp, mình đẩy vô cho người ta rối thêm thì nó rối đến mức mà không thể nào sợ được. Nên cái đặc biệt nhất của chúng ta là gì? Lúc nào cũng giữ được tâm bình an. Mà muốn giữ được tâm bình an thì phải làm sao? Nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc.
và nghĩ mình không phải ở cõi ta bà này. Tương lai mình về thế giới cực lạc mình ở. Tất cả sự rắc rối gì trong cuộc đời này chỉ có cho chúng ta nhìn thấu buông được hay không thôi. Nhưng Đức đã từng chia sẻ Phật pháp với quý vị rằng chúng ta đi lên được thì chúng ta phải đi xuống được. Nhớ kỹ nghe quý vị, mình đã đi lên được thì mình đi xuống được, rồi mình đi xuống được thì mình đi lên được. Chúng ta phải như vậy, chứ không phải là trong cuộc đời này mình đi lên được là mình đứng ở đó hoài đó quý vị. Mình đi lên được mình phải đi xuống được, đi xuống được mình đi lên được. Lúc đi lên được thì đừng bao giờ đứng cho nó quá tự hào, mà mình phải chuẩn bị đi xuống. Vì sao? Vì lên đến đỉnh cao nào giống như một con diều, nó có bay cao cỡ nào thì cũng đi xuống lại. Nên cái đặc biệt nhất là an tâm cho nhau. Chỉ cần mình nắm được phương pháp tu, mình nắm được câu Phật hiệu, mình siêng năng mình niệm Phật, mình tin sâu nhân quả, mình tín nguyện trì danh, mình cầu sanh cực lạc là quý vị an lạc tâm liền. Cái người mà nếu như nghe những đức chia sẻ Phật pháp, mà người nào quý những đức, người nào quý những đức, thì quý vị nghe những đức rằng là quý vị cứ niệm Phật cầu sanh cực lạc, đó là quý những đức nhất. Thí dụ như những đức chia sẻ Phật pháp hướng dẫn quý vị thời gian rất là lâu, biết nhau rất là lâu, có những giây phút mà quý vị phải kiểm định ông thầy hướng dẫn quý vị tu để làm chi, để coi có những gì thầy giảng. Đến khi thầy có những sự việc giống như thầy giảng, thầy như thế nào? Tu hành là gì quý vị? Tu hành là đối với cái danh cái lợi trong cuộc đời này mình đừng nặng nề. Đối với nhà cao cửa rộng, đối với của cải vật chất, đối với chùa cao Phật lớn, chúng ta không bị buộc ràng. Chỉ là niệm niệm gì chúng sanh. Có nghĩa là những đức chia sẻ Phật pháp quý vị, bao nhiêu lần những đức nói những điều mình lên được, mình xuống được, mình gặp sự cố gì đi chăng nữa, mình cũng không buồn, không giận, không hận, không trách ai. Đây là lúc mà quý vị kiểm định lời giảng của những đức và bản thân những đức có làm hay không. Quý vị mới cảm thấy vui. Vì sao? Vui là chúng ta, một là tiến lên một bậc, hai là không khéo đi xuống luôn. Vì sao? Vì mình thất bại rồi, mình giảng quá trời nhiều luôn, cuối cùng bản thân của mình không làm được. Nên tất cả những sự thị phi trong cuộc đời nó chỉ là nhân quả. Vì mình đã từng gieo nhân như thế nào thì quả đến với mình như vậy. Những đức đã từng chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe, nhìn quả biết nhân, nhìn nhân biết quả. Nhớ kỹ cái câu không buồn, không giận, không hận, không trách ai. Chúng ta chỉ cần nhớ ai với đạo Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Dù cuộc đời này mình có như thế nào, nhưng mình còn có ai với đạo Phật là có tất cả. Vì nhớ nghe quý vị, vì quý vị cứ nghĩ rằng dù ở cuộc đời này mình có tạo một cảnh giới lớn cỡ nào đi chăng nữa, nhưng không thể nào so sánh với Cực Lạc Tây Phương. Đức Phật A Di Đà Ngài đã tạo sẵn cho mình một quốc độ đặc biệt ở thế giới Cực Lạc, không có sự hơn thua đấu đá tranh giành gì. Như vậy thì chúng ta ở cuộc đời này có cũng tốt, không có cũng tốt, chúng ta chỉ cần nắm chắc câu Phật hiệu để nghĩ rằng tương lai Phật A Di Đà rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Đây là chỗ đặc biệt nhất. Nên Phật tử mà nhận được hướng dẫn là gì? Phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chỗ này là chỗ quan trọng. Những đức thấy có một cái hũ nước uống gì đẹp lắm. Những đức kêu người ta làm, người ta điêu khắc chữ A Di Đà Phật, một câu Phật niệm đến cùng, quý chí một đời vãng sanh cực lạc, quốc thiết kế xung quanh của cái hũ đẹp lắm quý vị, rất đẹp. Những đức sẽ nhờ người ta đặt cho những đức, số lượng cũng nhiều. Nếu mà đủ duyên thì lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 18-19 âm lịch, những đức sẽ tặng quý vị, rất đẹp. Nghĩa là tặng quý vị món quà này đặc biệt, lúc nào cũng đi đâu cầm theo có cái hũ đựng nước, nước ấm 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 luôn. Nước nguội cũng được mà nước ấm cũng được. Nước ấm thì giữ như cái bình thủy nhỏ vậy đó, mà rất đẹp, rất gọn, đẹp lắm quý vị. Mỗi lần uống nước là nhìn thấy chữ A Di Đà Phật, niệm Phật uống nước, đẹp lắm.
Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là một món quà gì như Đức tặng quý vị cũng đều là gì? Truyền tải tịnh độ, đều là nhắc nhở mình niệm Phật. Bất cứ một món quà gì tặng quý vị đều là nhắc nhở mình niệm Phật. Cái này quan trọng lắm quý vị. Nên trong cuộc đời nhà Đức thích nhất là kết duyên với tất cả chúng sanh. Mong rằng cả cuộc đời mình đều kết thiện duyên. Nên mỗi lần nhà Đức chia sẻ Phật pháp, nhà Đức ưa niệm Phật. Ưa niệm Phật trước vì sao? Vì người ta vừa bật lên coi là người ta đã nghe câu Phật hiệu. Mình muốn rằng là chúng sanh người ta vừa gặp mình là người ta nghe được câu Phật hiệu. Dù người ta thích hay không thích gì thì người ta cũng nghe được câu Phật hiệu. Mình mong rằng là kết thiện duyên với chúng sanh. Nghĩa là cả cuộc đời mình đi đến thế gian này quý vị, khi một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì mình cầm theo được đó. Nên bây giờ mình phải kết thiện duyên với người ta một câu Phật hiệu. Những Đức thấy rất là mừng. Bao nhiêu năm nay những Đức đem máy nghe pháp, máy niệm Phật truyền tải khắp nơi nơi. Năng lượng niệm Phật khắp nơi nơi, tiếng niệm Phật mình niệm lên cho tất cả chúng sanh được nghe. Từ loài động vật, thực vật, phán vật, con người đều được nghe có Phật hiệu. Từ nghĩa trang, mồ mã, rồi quá trang luôn, chúng sanh đều được nghe có Phật hiệu. Trong tâm những Đức, quý vị biết rằng là đối với một tịnh độ này cực kỳ cung kính, và cả đời của mình luôn luôn là duy trì tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu như mình mà không gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, xin thưa quý vị, hoàn toàn chúng ta thất bại. Nhớ kỹ nghe, phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu không gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là hoàn toàn thất bại. Thí dụ như mình mà không gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì mình gặp những sự việc này sự việc kia cái là mình thối tâm liền. Còn nếu như quý vị gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, dù trong cuộc đời này quý vị có gặp nghiệt ngã gì đi chăng nữa, quý vị vẫn bình tĩnh. Quý vị nhớ nè, tất cả cái bên ngoài dù có như thế nào, cái đặc biệt là chính nội tâm chúng ta. Những Đức từng nói rằng dù tất cả người không niệm Phật, những Đức cũng niệm Phật. Vì sao? Vì chính bản thân những Đức niệm Phật đã thấy được niệm Phật lợi ích cực kỳ lớn. Nên mỗi một người phải chăn quý pháp môn niệm Phật này, và mỗi một người đủ duyên chân thật nhiệt tình đem pháp môn niệm Phật này đi giới thiệu, đem pháp môn niệm Phật này đi giới thiệu, chân thật mà làm như vậy. Nó lây quay quý vị coi như trong dịp mùa hè này, bây giờ trẻ em về chùa mình rất là đông, kệ các cháu nhỏ được về chùa ở, thấy thương các cháu, nghĩ ngợi mình lo cho các cháu, nấu ăn cho các cháu, rồi dạy các cháu. Bên kia quý thầy cũng cực lực nhiệt tình để mà lo cho các cháu, nghe nói các cháu dễ thương, ngoan. Rồi những Đức chuẩn bị mua quà cho các cháu, kệ các cháu đến học hè, có món quà gì tặng cho các cháu. Nít mỹ vị, như năm xưa ai mà cho mình được món quà gì nhỏ nhỏ, mình nhớ, mình cảm ơn nó lắm. Nên bây giờ những Đức mong rằng cái tấm lòng của mình đến với các cháu, mong rằng có quà gì mình tặng cho các cháu. Thương các cháu, nít mỹ vị. Nên là cứ sống như vậy đi là mình an lạc, mình vui. Nên tất cả Phật tử mà quý những Đức, mỗi lần mà nghe những Đức cái gì, quý vị niệm dùm những Đức một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật là đủ rồi. Đó là quý vị thật sự quý trọng những Đức. Quý trọng những Đức nhất là gì? Quý vị cứ niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Không có bao giờ lo âu bất an gì đối với những Đức hết. Tại vì sao? Thầy ông hướng dẫn mình, ông nói quá chèn luôn. Bây giờ khi thầy mà gặp sự trở ngại thì thầy như thế nào? Con đang coi có thầy như thế nào? Đối với những gì thầy giảng pháp, thầy có làm được hay không? Thầy có hờn, có trách, có giận, có hận thù gì không? Đây là cái con đang xem xét thầy, người mà con hứa đi theo, con học tập. Nên quý vị biết rằng Phật tử mà chỉ cần gặp những Đức, mà gặp những Đức mà Nam Mô Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cười cái lại vì cảm ơn những Đức. Chỉ cần một câu như vậy thôi. Đừng bao giờ gặp những Đức mà hỏi: ồ thầy ơi, có sao không, cái này cái kia, đừng hỏi. Tại vì sao? Tất cả câu hỏi đó nó không đặc biệt bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vì sao? Khi mình như vậy, đó là mình đang nhắc người ta được như vậy. Nên mỗi một người niệm Phật của mình dùng câu Phật hiệu để áp dụng trong cuộc sống. Dù bất cứ sự cố gì đến chúng ta cũng đều dùng câu Phật hiệu để áp dụng trong cuộc đời chúng ta.
cuộc đời những đức nhiệt tình đem Pháp Môn Tịnh Độ giới thiệu bằng cả tấm lòng, cực lực cả cuộc đời này, vừa thương các cụ già, thương đại chúng, nuôi các cụ già, lo cho đại chúng, mà còn đem tư tưởng của mình truyền tải cho tất cả các anh em bên cạnh. Chân thật nhiệt tình phải làm việc này. Bản thân mình cỡ nào cũng nhiệt tình hết mình lo cho các cụ. Dù mình có sự trở ngại gì, nhưng nhìn thấy các cụ là sự an tâm của mình. Vì cuộc đời của mình được lo cho cha, cho mẹ, lo cho các cụ, lo cho đại chúng, đó là hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Còn đối với cái danh cuộc đời này, cái lợi trong cuộc đời này, tùy duyên. Tùy duyên. Còn chúng ta thương các cụ già, lo cho các cụ già. Các cụ già về chùa đông như vậy, ở đây có nhiều bà cụ không có một cắc bạc nào cả. Ở trong chùa thấy quý thầy lo cực lực nhiệt tình bằng cả tấm lòng. Bản thân những đức dù có mắc cái gì đi chăng nữa, nhưng cũng phải cực lực hết mình để nuôi các cụ già. Vì cái tấm lòng các cụ tin tưởng mình, quý trọng mình, thương yêu mình, mình phải đem cả tấm lòng mình để dành cho các cụ, cho các cụ trong chùa và cho hàng Phật tử. Có nghĩa là dù cỡ nào mình cũng niệm Phật, dù cỡ nào mình cũng gây dựng tín nguyện niệm Phật, dù trong cuộc đời này mình mắc sạch tất cả, mình cũng phải niệm Phật. Vì sao? Vì cầu sanh cực lạc là cái quan trọng nhất. Thế giới cực lạc nhất định đời này phải về. Chúng ta ở càng ở cuộc đời này thì chúng ta càng muốn về thế giới cực lạc. Nhớ kỹ, nói câu này vì tự hiểu. Càng ở cuộc đời này thì càng muốn sanh cực lạc. Nên cái cõi đời này là cái chỗ để chúng ta càng muốn sanh cực lạc. Nhớ, đây là một cái nền nhúng để chúng ta bay về thế giới cực lạc. Nhớ kỹ nghe quý vị. Ở cõi ta bà này là cái nền nhúng để chúng ta đi về cực lạc. Tự quý vị suy nghĩ. Từ gia đình quý vị, từ đoàn thể, từ xã hội, cuộc sống. Quý vị tự mà suy nghĩ. Quý vị thật sự muốn sanh cực lạc hay không? Một cái quốc độ bình an như cực lạc Tây Phương, một quốc độ tốt như cực lạc Tây Phương, không lẽ mình không muốn gì? Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nói mình hãy chịu khó, chịu khổ. Một đời ngắn ngủi thôi con. Cái khó, cái khổ gì con cũng chịu đựng. Con phải nhẫn nại, con phải chịu đựng, con phải niệm Phật và con phải quyết chí về cực lạc, thì con sẽ thành công. Chỉ cần người học tập với mình, nghe lời mình niệm Phật, dù gặp sự cố gì cũng niệm Phật, mình gặp sự cố gì họ cũng niệm Phật, họ đều tin nhân quả. Họ không bao giờ xen vào cái nhân quả của ai cả. Mỗi người tự gieo nhân gặt quả, đừng xen vào nhân quả của ai cả. Dù đó là thầy hướng dẫn mình, họ có gặp cái gì, bản thân mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không bao giờ nói một lời nói gì không vừa bụng, không vừa lòng ai cả. Đây là người thật sự nghe những đức chia sẻ Phật pháp và người quý những đức. Nhớ kỹ, cứ như vậy mà chân thật cố gắng niệm Phật. Nhớ nghe quý vị, lúc nào chúng ta cũng có nụ cười, lúc nào cũng phải nhớ kỹ, có nụ cười là có ngày mai. Người ta có thể bao nhiêu thứ người ta nói mình, nhưng nụ cười là của chính mình, niệm Phật là của chính mình. Nhớ nghe quý vị, niệm Phật là của chính mình, nụ cười là của chính mình. Mình có quyền niệm Phật, mình có quyền cười. Đó là cái ngày mai mình luôn luôn tươi sáng. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.